Xin kính chào tất cả các bậc phụ huynh, chào các em học sinh thân mến. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tấm. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học môn toán lớp 2, tập 2, sẽ kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Chủ đề 14, ôn tập cuối năm. Bài 69, ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau làm bài luyện tập, sách giáo khoa trang 115. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau làm bài nhé. Trước tiên cô trò chúng mình sẽ cùng nhau làm bài tập số 1. Bài tập số 1 yêu cầu như sau: chọn câu trả lời đúng. Ý A: Tổng của 64 và 26 là A. 90 B. 80 C.38. Tổng ở đây là chúng ta sẽ thực hiện phép tính cộng hai số với nhau để chúng ta tìm ra kết quả và lựa chọn đáp án đúng để chúng ta khoanh. Ý B. Hiệu của 71 và 18 là A. 63, B. 53, C. 89. Trong ba đáp án này, chúng mình sẽ thực hiện phép tính trừ để chúng ta tìm ra kết quả đúng để chúng ta khoanh nhé. IC kết quả tính 34 cộng 9 trừ 27 là A 43, B 26, C 16. Để chúng ta tìm được ra kết quả đáp án đúng thì các em phải thực hiện tính lần lượt từng lần dấu phép tính từ trái sang phải. Ý D, Kết quả tính 53 trừ 5 cộng 45 là A. 48 B. 83 C. 93 Chúng ta sẽ tính lần lượt từng lần dấu phép tính từ trái sang phải để chúng ta tìm kết quả đúng nhé. Bây giờ cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta thực hiện tính và lựa chọn câu trả lời đúng cho các ý nhé. Mời các em hãy làm bài nào. Cô mời các em quay trở lại màn hình. Chúng mình cùng nhau chữa bài nhé. Tổng của 64 và 26 là 64 cộng 26 bằng 90. Như vậy chúng ta sẽ lựa chọn đáp án đúng ở đây là A, 90. Ý B, hiệu của 71 và 18 là Hiệu ở đây là chúng ta thực hiện phép tính trừ lấy 71 trừ 18. 71 trừ 18 chúng ta được kết quả bằng 53. Chúng ta sẽ khoanh vào đáp án B. Ý C. Chúng ta thực hiện tính 34 cộng 9. 34 cộng 9 bằng 43. 43 trừ 27 cho chúng ta kết quả bằng 16. Chúng ta sẽ lựa chọn khoanh vào đáp án C. Ý D. Kết quả tính 53 trừ 5 cộng 45 là chúng ta thực hiện 53 trừ 5 cho chúng ta kết quả là bằng 48 và 48 cộng tiếp cho 45 thì chúng ta sẽ được kết quả là 93. Chúng ta sẽ khoanh vào đáp án ý C. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 1. Ở bài tập số 1 giúp chúng mình củng cố về phép tính cộng trừ có nhớ trong phạm vi 100. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau làm tiếp bài tập số 2 nhé. Bài tập số 2 yêu cầu như sau. Tìm chữ số thích hợp. Ở các dấu hỏi chấm là các số còn thiếu trong phép tính đúng. Vậy các em hãy thực hiện tính cộng trừ để chúng ta tìm ra số thích hợp để điền vào chỗ chấm sao cho chúng ta được phép tính đúng nhé. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta làm bài nào. Mời các em quay trở lại màn hình. Chúng mình cùng nhau chia sẻ nhé. Phép tính 27 cộng 46 chúng ta thực hiện như sau. 7 cộng 6 Bằng 13, viết 3, nhớ 1. 2 thêm 1, bằng 3. 3 cộng 4, bằng 7, viết 7. 27 cộng 46, bằng 73. Phép tính IP. Chúng ta thực hiện như sau. Số nào cộng 6, bằng 15? Đó chính là số 9. 9 cộng 6, bằng 15, viết 5, nhớ 1. 3 thêm 1, bằng 4. 4 cộng mấy bằng 7? 4 cộng 3 bằng 7. Như vậy chúng ta sẽ điền số 3 vào ô trống. Ý C. Số nào? 1 trừ đi số nào bằng 6? Vậy chúng ta sẽ phải thực hiện mượn 1. Đó là 11 trừ mấy bằng 6? 11 trừ 5 bằng 6. Viết 6 nhớ 1. 8 trừ 1 bằng 7. 7 trừ 2 bằng 5, viết 5. Như vậy số cần điền cuối cùng đó là số 5. Như vậy cô trò chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 2 rồi. Ở bài tập số 2 cũng giúp chúng mình củng cố về phép tính cộng trừ có nhớ trong phạm vi 100 đấy. Tiếp tục cô trò chúng mình làm bài tập số 3 nhé. Bài tập số 3 yêu cầu như sau. Điền dấu bé hơn, lớn hơn hoặc bằng nhau vào ô trống. Các em hãy quan sát, đây là các phép so sánh. Và ở bên vế, à, có vế thì có dấu phép tính, có vế thì không có dấu phép tính. Đối với phép so sánh nào, có vế dấu phép tính thì các em phải thực hiện bước thứ nhất đó là tính kết quả của phép tính đó. Bước thứ hai chúng mình mới so sánh và bước thứ ba chúng ta mới điền dấu nhé. Bây giờ cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta làm bài nào. Mời các em quay trở lại màn hình. Chúng mình cùng nhau chia sẻ nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ thực hiện 85 trừ 68. 85 trừ 68 bằng 17. Vậy 17 như thế nào với 20? 17 chúng ta so sánh với 20, thì chúng ta sẽ thực hiện điền dấu bé hơn. Tiếp tục phép tính 49 cộng 33 chúng ta cho kết quả bằng 82. Và chúng ta sẽ so sánh 82 với 91. Thì ta thấy 82 bé hơn 91. Chúng ta điền dấu bé hơn. Tiếp theo ý B là hai bên đều có dấu phép tính. Chúng ta phải thực hiện tính kết quả của hai bên. Sau đó chúng ta với so sánh và điền dấu. Vế đầu tiên là 54 cộng 37 cho chúng mình kết quả bằng 91. Và vế bên phải cũng là phép tính 37 cộng 54 là các số hạng đổi chỗ cho nhau nhưng kết quả của chúng đều bằng 91. Vậy hai vế này chúng ta thấy bằng nhau. Do đó chúng ta sẽ điền dấu bằng vào ô trống. Tiếp theo đó là so sánh hai vế sau. Vế bên trái đó là 72 trừ 27 cho chúng ta kết quả bằng 45. Tiếp theo đó là 72 trừ 30 cho chúng ta kết quả bằng 42. Vậy 45 so với 42 thì 45 lớn hơn 42. Chúng ta điền dấu lớn hơn. Như vậy cô cho chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 3. Ở bài tập số 3 giúp chúng mình củng cố về à so sánh và điền dấu. Bây giờ cô cho chúng mình sẽ cùng nhau làm tiếp bài tập số 4 nhé. Các em nghe cô đọc bài toán. Con bò sữa của bác An mỗi ngày cho 20 lít sữa. Con bò của bác Bình mỗi ngày cho ít hơn con bò sữa của bác An 5 lít sữa. Hỏi mỗi ngày con bò sữa của bác Bình cho bao nhiêu lít sữa? Đọc thầm bài toán và cho cô giáo biết. Bài toán cho chúng ta biết gì? Bài toán cho chúng ta biết con bò sữa của bác An mỗi ngày cho bác là 20 lít sữa. Và bài toán cho biết thêm đó là con bò sữa của bác Bình thì mỗi ngày cho ít hơn con bò sữa của bác An là 5 lít. Vậy bài toán hỏi gì? Đáp án của cô như sau. Bài toán hỏi mỗi ngày con bò sữa của bác Bình cho bao nhiêu lít sữa. Và để biết được con bò sữa của bác Bình mỗi ngày cho bao nhiêu lít sữa, chúng mình sẽ thực hiện Giải bài toán vào vở ô ly cho cô nhé. Mời các em hãy làm bài nào. Chúng mình cùng nhau chia sẻ nhé. Câu lời giải như sau: Mỗi ngày con bò sữa của bác Bình cho số lít sữa là 2 chấm. Phép tính đó là ta lấy số sữa của một ngày của nhà bác An trừ đi số mà lít sữa của nhà bác Bình một ngày ít hơn đó là 20 trừ 5 thì cho chúng ta kết quả bằng 15 mở ngoặc lít viết tắt đóng ngoặc xuống dòng đáp số 2 chấm 15 lít sữa lưu ý ở phần đáp số các em ghi rõ là lít sữa còn ở phần uh, phép tính thì chúng ta đơn vị có thể ghi tắt bằng chữ L như vậy cô trò chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 4 ở bài tập số 4 giúp chúng mình củng cố về giải toán có lời văn với phép tính trừ trong phạm vi 100, trừ có nhớ. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ làm tiếp bài tập số 5 nhé. Bài tập số 5 yêu cầu như sau. Điền số. Nhiệm vụ của các em là phải điền số vào ô trống còn thiếu. Ở đây là một dãy phép tính gồm có nhiều lần dấu tính. Các em hãy thực hiện lần lượt theo thứ tự Tính từ trái sang phải, lần lượt từng lần dấu phép tính nhé. Bây giờ cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta làm bài nào. Mời các em quay trở lại màn hình, chúng mình cùng nhau chia sẻ nhé. Phép tính 74 69 cho chúng ta kết quả là bằng 5. 5 48 cho chúng ta kết quả bằng 53. 53 trừ 30 cho chúng ta kết quả bằng 23. Như vậy, chúng ta đã thực hiện tính kết quả, điền số vào ô trống của bài tập số 5. Ở bài tập số 5 giúp chúng mình củng cố về phép tính cộng trừ có nhớ trong phạm vi 100. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.